Rồi chào con nha. Từ nay đến ngày 11 tháng 2 mà con. À, từ đây đến cuối năm đó. Mà con muốn bắt cự cái cu ta này nè. Được rút thăm chúng cái con cu le của Mỹ rồi con. Đây cu le của Mỹ nè. Đây cu le của Mỹ là sản xuất xuất khẩu qua nước là nhất là made in USA là Mỹ nè, Canada nè, Ecuador nè, Australia nè, New Zealand nè. Là thị trường châu Âu luôn mà con, Euro luôn nè. Là tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu luôn á nha. Cu le của Mỹ nha. Tức là rút thăm. Tỷ lệ là 10/1 thôi con, có 10 phiếu là có 1 phiếu trúng, là bà con yên tâm. Bà con nguyên cái thùng đó con rút cái phiếu này trúng cái đó, và rút thăm là được quay trực tiếp luôn nha, có trực tiếp trên mạng luôn nha. Mua là rút liền tại chỗ rồi bà con, từ đây đến cuối năm nha. Là từ đây đến ngày 11 tháng 2 là khoảng 30 Tết á. Con quất cứ dòng cu ta nào. Từ cu ta 80, 90, cu ta 155. Đây. Cô le này chỉ giá là 4 triệu nha bà con. 10 phiếu trúng phiếu bà con. Từ đây đến cuối năm nha, bà con nào mua là rút thăm đó, 10 phiếu trúng phiếu đó. Cô le này chỉ giá 4 triệu nè. Đây có mã hoạch nè bà con. Chống hàng giả đồ, hoặc là cái này xuất chuẩn đi châu Âu, Euro. Nên tiết kiệm xăng đó, khí thải nó tốt lắm. Hệ thống đánh lửa nó ok nữa. Tại châu Âu nó kỹ về khí thải đó bà con, đánh lửa sạch. Hết luôn, đốt hết nhiên liệu, không thải ra ngoài nhiều. Rồi mua làm đẹp cực kỳ không? Mua làm cái này là đốt sạch nhiên liệu luôn nè. Ồ, bogey làm chắc chắn thiệt. Inox luôn nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356577. Từ nay cuối năm mà con mua nào bất cứ GT nào cũng được tặng, được rút thăm trúng thưởng con cô le nữa đó. Quá đẹp. 6 ngựa rưỡi đó bà con, 6 ngựa rưỡi là dung tích xăng nó 196 nè. Quá đẹp. Cái này là model 5900, cô le có mà có trên mặt thị trường 1940 rồi con, ghê không? Gần 60 năm rồi con. Đâu? 80 năm rồi đó. Tính ra là cô le có mặt thị trường 80 năm rồi. Size 1940 nè. Đã tên thương hiệu nè. Mua được tặng cái máy, mua mà được rút thăm trúng thưởng rồi con, máy nào gần 4 triệu rồi con. Cô le mua bất cứ cô tay rồi tay nào được tặng đó. Quá đẹp rồi con ơi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đã. Quá đẹp rồi con ơi. Bất cứ con nào rồi tay nào trên đây nha bà con, mua được tặng. Đây, 165 có đề. Đó là giải đặc biệt nha bà con. Còn giải khuyến khích là bà con rút thăm được tặng nhớt nữa. Một giải đặc biệt là cho 10 phiếu là trúng cái này. 10 phiếu là trúng cái này, nghĩa là 10 trúng 1. Là còn 9 phiếu là trúng phiếu đó. Còn này là 5 giải nè, 5 phiếu trúng cho nhất, 5 thăm là có thăm trúng á, nhất của Thái Lan luôn rồi con. Đây, cho anh trai của Thái Lan luôn. Nhất là chỉ giá 500.000 càng can nữa rồi con. Đây, cha chan của Thái Lan. Đây, mắt lên Thái Lan đi luôn rồi con, nghe không? Xuất Thái Lan dành cho động cơ dầu luôn đó. Dầu diesel xăng luôn đó. Mà bà con mua về là trúng đổ mấy này luôn. Đổ cho GT luôn, can này đổ đúng cái GT mà con mua luôn đó. Nó là 5 cái thăm thì trúng được cái này. 10 cái thăm thì trúng được cái con cô le. Áp dụng đến cuối năm nha bà con, là nhằm ngày 11 tháng 2 đó. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Mua cô ta, trúng cô le. Cô le của Mỹ nha bà con. Đây đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đây. Thứ nhất là xuất khẩu ở Mỹ nè, Canada, EU, Australia và New Zealand. Đó là tiêu chuẩn xuất khẩu đó bà con. Quá đẹp luôn nè. 6 ngựa rưỡi. Đây có mã hoạch, mã đồ luôn hoàn hết. Đạt tiêu chuẩn Euro luôn nè. Euro 10 luôn nè, ghê không? Khí thải tốt. Quá đẹp, quá sắc sảo bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707.
Rồi, giải đặc biệt là hút thăm bất cứ mua máy nào, số lượng không giới hạn. Mua một cái máy Kota tặng một cái con Cole hút thăm, tặng một con. Đây là 10 thăm trúng thăm, 5 thăm trúng cho nhất. Rồi qua là cái luôn nè, 0886357.